Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của Trader Việt. Mình là Phương Thúy. Ở trong clip ngày hôm nay thì Thúy tiếp tục nói về chủ đề đó là các vấn đề lớn khi mà chúng ta giao dịch với Trendline. Ở clip trước thì Thúy đã có nêu ra 3 vấn đề rồi. Thì các cái vấn đề mà các bạn cần lưu ý khi mà chúng ta giao dịch với Trendline ở clip trước đó là chúng ta vẽ Trendline thì cần phải có nguyên tắc này. Rồi khi mà chúng ta cái thứ hai á, đó là khi mà có giá phá vỡ Trendline thì đó không phải là tín hiệu, tức là đó chưa chắc là tín hiệu đảo chiều. Và cái thứ ba đó là khi mà thị trường ở trong một xu hướng tăng hoặc là giảm mạnh á, thì chúng ta nên điều chỉnh trendline khi cần thiết. Thì đó là ba vấn đề lớn khi mà chúng ta tham gia giao dịch với trendline chúng ta cần chú ý. Thì ở trong clip này thì tiếp tục nêu thêm ba vấn đề nữa khi mà chúng ta giao dịch với trendline. Rồi bây giờ chúng ta vào nội dung chính luôn ha. Trước khi vào nội dung chính thì các bạn xem qua phần cảnh báo rủi ro của Trader Việt giúp Thúy nhé. Rồi, cái vấn đề tiếp theo mà chúng ta cần phải lưu ý khi mà chúng ta sử dụng trendline đó là chúng ta không nên vẽ quá nhiều trendline trên biểu đồ. Thì như các bạn cũng biết là có những trader họ không nắm được cái cách vẽ trendline. Thì họ chỉ biết là cứ trendline tăng thì nối đáy, trendline giảm thì nối đỉnh. Đó, vậy thì cứ gặp đáy gặp đỉnh là họ sẽ vẽ trendline. Đó thì đó là những trader mà chưa biết cách sử dụng trendline. Tuy nhiên á thì chúng ta không nên như vậy nhé, bởi vì chỉ cần thêm một vài trendline nữa trên biểu đồ thôi là chúng ta sẽ dễ bị rối. Mà khi chúng ta bị rối, chúng ta sẽ không biết là nên giao dịch với trendline nào và nên lược bỏ trendline nào. Đó, từ đó nó sẽ khiến cho cái việc mà chúng ta vào lệnh với trendline đó nó sẽ thiếu đi cái độ chính xác, thậm chí là nó không đáng tin cậy luôn. Đó, vậy thì khi mà chúng ta vẽ trendline á, chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ nên sử dụng một cái nguyên tắc nhất định thôi và cố gắng là vẽ ít trendline trên biểu đồ nhất có thể. Vậy thì các bạn nên vẽ trendline đó là đầu tiên các bạn cần phải đánh giá xu hướng trước xem thị trường đang ở trong xu hướng nào. Mình xin lỗi nhé. Xem thị trường đang ở trong xu hướng nào và chúng ta nên vẽ trendline theo cái xu hướng đó, và chúng ta chỉ giữ cái trendline theo xu hướng đó và một trendline điều chỉnh. Và trong trường hợp mà xuất hiện đường trendline ngược lại á, thì chúng ta thêm một đường trendline ngược lại nữa thôi, để chúng ta nhìn được cái sự tương quan giữa các trendline để chúng ta đánh giá được cái xu hướng. Chứ chúng ta không nên vẽ trendline một cách tùy ý hay là vẽ quá nhiều trendline. Như vậy thì chúng ta dễ bị rối và cái việc giao dịch của các bạn chắc chắn nó sẽ không còn hiệu quả nữa đâu. Thì đó, các bạn lưu ý nhé, là chúng ta vẽ trendline chúng ta đừng nên vẽ nhiều. Chúng ta chỉ giữ những cái đường trendline còn hiệu lực thôi nhé. Chứ đường trendline nào bị phá rồi nó cũng không còn quá nhiều giá trị để chúng ta giao dịch đâu. Nó chỉ những cái đường trendline mà bị phá thì nó thường có giá trị giống như ngưỡng kháng cự và hỗ trợ để cho giá quay trở về retest thôi. Đó, chứ còn nếu như mà chúng ta sử dụng cả đường trendline bị phá vỡ luôn á, thì như vậy chúng ta sẽ, cái biểu đồ của chúng ta nó sẽ giống như cái mảng nhện á, giao dịch rất là khó đó các bạn. Đó, thì chúng ta nên giữ những cái đường trendline nào mà nó còn hiệu lực, mà nó còn giúp cho chúng ta định hình được cái xu hướng là chính đó, chứ còn đừng nên vẽ quá nhiều trendline các bạn nhé. Rồi, cái thứ hai đó là chúng ta đừng cố gắng vẽ trendline đi qua nhiều điểm chạm nhất có thể. Cái lỗi này là Thúy thấy rất là nhiều bạn gặp, thậm chí luôn là bản thân Thúy cũng đã từng vẽ trendline, tức là cố gắng vẽ trendline làm sao cho nó thật là đẹp, cho nó đi qua được nhiều đỉnh đáy nhất có thể luôn á. Đó, nhìn như vậy, nhìn cái trendline nhìn như vậy nó chuyên nghiệp, nhưng trên thực tế điều đó không đúng nha các bạn. Bởi vì á, các bạn hình dung á, chúng ta vẽ trendline không phải là để cho thị trường phản ứng, mà chúng ta cần dựa vào thị trường hiện tại để mà vẽ trendline. Thị trường không có đi theo trendline của chúng ta, đúng không nào? Mà chúng ta cần thị trường, chúng ta cần dữ liệu giá quá khứ để chúng ta vẽ trendline. Và việc mà các bạn vẽ trendline, các bạn phải giữ được một cái nguyên tắc, đó là các bạn phải phản ánh được thực chất, thực tế thị trường hiện tại đang như thế nào. Đó, chứ còn nếu như các bạn cố gắng vẽ trendline sao cho nó đẹp, rồi sao cho nó đi qua được nhiều điểm chạm, nhưng nó không có ý nghĩa về mặt giao dịch thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì hết, đúng không? Chúng ta đâu, nó đâu có giá trị về mặt giao dịch đâu. Đó, vậy thì khi mà các bạn
vẽ trên line á, các bạn lưu ý á là chúng ta hạn chế, nếu như các bạn muốn sử dụng đường trên line đó để giao dịch luôn á, thì nên hạn chế đi ngang qua đuôi nến và thân nến là thứ nhất. Thứ hai là các bạn cần phải có nguyên tắc vẽ trên line cụ thể. Đó, đây này các bạn để ý nhé. Khi mà các bạn vẽ, cố gắng vẽ trên line đi qua nhiều điểm chạm nhất có thể, thì các bạn thấy không? Sẽ có những cái vùng giá như thế nào? Nó bị dôi ra khỏi trên line này. Đó, vậy thì làm sao để các bạn có thể tránh được những cái cú phá vỡ giá nếu như mà thị trường chạm tới cái đường trên line này, đúng như nào? Đó, mặc dù trên line này thể hiện được xu hướng nhưng mà trên thực tế về nguyên tắc nó lại sai. Mà thậm chí luôn nếu mà chúng ta giao dịch như thế này chúng ta cũng sẽ dễ bị chốt lỗ nha các bạn. Sẽ dễ bị dừng lỗ lắm. Đó, rồi thêm một cái nữa đó là khi mà chúng ta vẽ trên line cứ cố gắng vẽ cho nó đẹp á, thì nó sẽ mất đi cái tính khách quan. Các bạn hiểu không ạ? Bởi vì á, thị trường không đi theo trên line mà trên line cần phải đi theo thị trường. Và mỗi cái đỉnh đáy mà thị trường tạo ra đây này, mỗi cái đỉnh đây này, mình đánh dấu ở vuông đây này, nó là nơi mà thể hiện cái lực bán của thị trường nó xuất hiện tại đó. Đây là những cái điểm xoay chiều của thị trường này, đúng chưa nào? Đó, vậy thì chúng ta cần phải tôn trọng những cái đỉnh đáy mà thị trường tạo ra, bởi vì nó là những cái ngưỡng kháng cự hỗ trợ tự nhiên. Trendline cũng là một ngưỡng kháng cự và hỗ trợ. Đó, vậy cho nên là khi mà chúng ta sử dụng kháng cự kết hợp với kháng cự thì chúng ta nên để cho nó khách quan nhất có thể các bạn nhé. Đó, chúng ta vẽ trendline cần phải thể hiện được cái xu hướng hiện tại. À, thì chúng ta không nên vẽ đi ngang qua đuôi nến và thân nến. Như vậy chúng ta sẽ mất đi cái tính đánh giá về về xu hướng. Đó, chúng ta vẽ như vậy thì sẽ ok hơn này. Rồi, và các bạn lưu ý là khi mà trendline chúng ta vẽ đúng á nha, thì chúng ta giao dịch á là chúng ta sẽ có được cái điểm chạm chính xác hơn, điểm chạm vào trendline chính xác hơn, bởi vì thị trường thường sẽ phản ứng với những cái đường trendline mới được hình thành, và phải là những cái đường trendline như thế nào, đi ngang qua đỉnh hoặc là đáy của một xu hướng. Rồi, ok, tiếp theo vấn đề thứ ba đó là vào lệnh giao dịch khi giá chạm trendline. Thì trên thực tế cái điều này là đúng như không sai nhé, nhưng mà ý Thúy muốn nói đây là rất là nhiều trader giao dịch rất là lập rập khuôn, tức là cứ giá chạm vào trendline là giao dịch, bất kể tín hiệu như thế nào, bất kể thị trường có dấu hiệu phá vỡ trendline hay không. Có nghĩa là chúng ta không có đánh giá xu hướng, chúng ta không đánh giá xu hướng, không đánh giá xung lượng, không đánh giá tín hiệu luôn. Đó, và chúng ta vào lệnh một cách rất là rập khuôn. Như vậy thì sẽ khiến cho cái việc giao dịch của chúng ta như thế nào, không thể đạt hiệu quả được các bạn nhé. Bởi vì sẽ có trường hợp á, giá chưa chạm tới trendline đã như thế nào, đi rồi. Có trường hợp là gì? Giá chạm vào trendline và phá vỡ trendline luôn. Đó, nếu như mà các bạn cứ canh chờ giá chạm trendline để giao dịch thì có phải là các bạn sẽ bị bỏ lỡ cơ hội nếu như thị trường như thế nào, xung lượng đang mạnh, đúng không? Còn nếu như các bạn giao dịch đúng điểm chạm ở trendline thì sao? Sẽ có những trường hợp thị trường phá vỡ trendline, đúng như nào? Đó. Vậy cho nên nếu như mà chúng ta vào lệnh khi giá chạm trendline đồng nghĩa với việc là các bạn không hề lọc tín hiệu. Mà nếu như vậy thì chắc chắn là cái tín hiệu vào lệnh của các bạn là nó sẽ không được, nó sẽ không đáng tin cậy. Và trên thực tế là nó không mất đi tính chính xác rồi. Đó, và các bạn sẽ dễ bị thua lỗ những cái trường hợp như vậy. Rồi, vậy thì khi mà chúng ta giao dịch với trendline á, thì tốt nhất là các bạn nên liệt kê ra hết những cái ngưỡng kháng cự ở trên biểu đồ giá, kháng cự hỗ trợ á. Rồi thêm vào đó nữa, các bạn luôn luôn cần phải đánh giá xu hướng, cái thời điểm mà chúng ta vào lệnh đó có phải là thời điểm ở cuối xu hướng không, hay là vẫn đang tức là thị trường xu hướng vẫn đang còn mạnh. Đó, để chúng ta tham gia giao dịch vào đúng cái thời điểm. Thêm một cái nữa đó là nếu như mà tốt nhất là các bạn nên muốn giao dịch tại trendline luôn á, thì các bạn nên chờ tín hiệu giao dịch. Tức là đợi giá chạm vào trendline nhưng chưa vào lệnh luôn, mà các bạn cần phải chờ tín hiệu. Bởi vì trên thực tế trendline là một ngưỡng kháng cự hỗ trợ, nó hoạt động như một ngưỡng kháng cự hỗ trợ. Thì khi giá chạm vào một ngưỡng kháng cự hỗ trợ, để mà chúng ta có được cái xác suất thắng cao hơn, thì chúng ta nên chờ cái tín hiệu xuất hiện ở đó. Tín hiệu đó là tín hiệu bán hoặc tín hiệu mua, để thể hiện là lượng người mua hoặc lượng người bán bắt đầu tham gia vào ở cái vùng giá đó. Đó, thì như vậy các bạn vào lệnh nó mới có khả năng chính xác hơn. Đó, chứ còn nếu như mà cứ chạm vào trendline trade, chạm vào trendline trade đơn giản quá rồi, đúng không ạ? Ai cũng trade được chứ đâu phải mình, đúng không ạ? Đó, vậy cho nên là khi mà chúng ta vào lệnh với trendline á, thì chúng ta nên có chọn lọc một tí nhé. Chúng ta nên dựa vào tín hiệu, dựa vào kháng cự hỗ trợ, xung lượng và luôn luôn đánh giá xu hướng giúp mình. Đó, thì đó là ba vấn đề tiếp theo khi mà chúng ta giao dịch với trendline. Ở cái nội dung này Thúy sẽ còn một clip nữa
thì Thùy sẽ làm nốt ở trong tuần sau luôn các bạn nhé. Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ nội dung clip về Trendline nhé các bạn. Các bạn có thể ủng hộ Team Trader Việt nhiều hơn bằng cách là subscribe kênh, like, share video clip nha các bạn.